Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại chủ đề đó chính là tháo mâm của lồng máy giặt ra để vệ sinh. Tại vì trong quá trình sử dụng thì bên dưới cái mâm xoay này nó khá là nhiều những cái mảng bám đất. Chính bởi thế như vậy thì các bạn cần vệ sinh lại chiếc máy giặt này. Trong quá trình giặt thì quần áo của các bạn sẽ thơm hơn. Nếu mà các bạn không vệ sinh thì quần áo hay có hiện tượng là nó hôi, ám cái mùi hôi của máy giặt. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái máy khoan điện. Các bạn sẽ để ở cái chế độ đó chính là chế độ vừa khoan vừa đục. Ở đây thì trong quá trình xoáy con ốc này ra nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu mà các bạn không có máy khoan điện thì các bạn có thể sử dụng tô vít đóng và các bạn tháo ra, nhưng mà nó hơi khó tháo một chút. Nên các bạn nếu mà có cái máy khoan mà có cái chế độ rung vừa khoan ấy thì tháo ra nó dễ dàng hơn. Sau khi các bạn đã tháo được con ốc trung tâm ra thì các bạn sử dụng tay các bạn nhấc lên như thế này. Nó rất là khó nhấc tại vì nó khá là mút và chặt trong quá trình lâu năm sử dụng. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai con ốc vít và các bạn sẽ bắn vào cái khu vực có lỗ nhỏ như ở kia. Đây, mình sẽ bắn hai con ốc vít này vào hai cái khu vực lỗ nhỏ này để chúng ta nhấc lên cho nó dễ dàng hơn. Tại vì nếu mà chúng ta không sử dụng cái con ốc vít mà chúng ta bắn vào đây thì trong quá trình chúng ta nhấc bằng tay hoặc là cậy những cái mâm này lên thì nó rất là khó cậy. Các điểm ăn khớp của nó rất là chắc, tại vì trong quá trình sử dụng lâu năm những cái reset nó bám vào đấy khá là chắc. Đây, sau khi mình đã bắn vào đây hai cái ốc vít và bây giờ công việc còn lại đó nó chính là sử dụng hai tay để nhấc hai cái ốc vít này lên là cái mâm tạo nồng nước này nó sẽ lên được. Đó, rất là dễ dàng đúng không các bạn? Mình sẽ quay cái mặt sau cho các bạn xem này. Đây, những cái mảng rêu bám và những cái mảng đất nó khá là nhiều. Đấy các bạn nhìn này, như thế này thì quần áo trong quá trình sử dụng thì nó sẽ sục lên và nó bám vào quần áo thì nó sẽ tạo ra cái mùi hôi rất là khó chịu trong quá trình sử dụng. Đấy, để mà các bạn muốn tháo ra và vệ sinh cả cái lồng to này thì các bạn sẽ phải tháo cho mình 4 con ốc này. Để tháo được 4 con ốc này thì các bạn nên sử dụng những cái loại khẩu hoặc là cờ nê các bạn tháo ra. Nhưng ở đây thì mình chỉ việc vệ sinh cái phần bên dưới này thôi. Tại vì những cái mảng đất đa phần nó chảy xuống đây và nó bám ở đây khá là nhiều. Phải nói là cực kỳ là nhiều luôn. Rất là nhiều rêu bám ở đây. Mình sẽ vệ sinh mỗi cái này thôi. Còn cái lồng giặt thì mình sẽ không vệ sinh. Đấy. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây. Và sau đó mình sẽ lấy một cái bàn chải. Mình cho vào đây một chút bột giặt. Và mình sẽ đánh sạch đi. Đấy. Nó sẽ bớt đi một phần nào đó. Cái phần hôi hám nó bám vào đây. Sau khi mình đã đánh cho nó bám cái rêu đất này ra thì mình sẽ để ngâm. Thời gian mình ngâm cái bộ phận bên dưới kia thì mình sẽ tiếp tục làm sạch cái phần mâm tạo nốt xoáy này. Đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xả nước, hết cái nước đất này ra. Đây. Mình sẽ cho thêm nước vào để làm sạch để hết mọi cái đất ở cái mâm bên dưới này ra cho các bạn xem. Sau khi nó đã sạch sẽ bên dưới này rồi đây. Các bạn nhìn thấy đây. Đấy, các thành xung quanh mình vệ sinh sơ qua đi cho nó sạch sẽ. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp cái mâm của cái khu vực tạo sóng nước để giặt quần áo đây. Mình sẽ vẫn để nguyên hai con ốc này lại. Sau đó là mình sẽ lắp vào. Đây là hiện tại mình đã vệ sinh thật là sạch sẽ xong. Nếu mà nhà bạn nào có máy rửa xe thì vệ sinh nó sẽ nhanh hơn. Ở đây mình không có thì mình làm thủ công. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp đặt vào đây. Công việc lắp đặt thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Chỉ việc lắp lại cái lồng này nó có một cái loại khớp gọi là khớp bánh răng các bạn. Các bạn chỉ việc lắp vào thì nó sẽ ăn khớp thôi. Và các bạn sẽ bắn lại con ốc này lại. Thế là xong. Con ốc mà chúng ta bắn vào cái khu vực trung tâm này, con ốc này nó chỉ là con ốc giữ thôi, nó cũng không quan trọng lắm nên các bạn bắn chặt một chút là được. Đây bây giờ mình sẽ tháo hai con ốc để nhấc cái mâm máy giặt này ra. Như vậy là công việc của chúng ta đã hoàn thành. Đó. Mình hy vọng với cái cách này thì sẽ giúp ích một bạn phần nào đó trong cuộc sống khi gặp khó khăn, nhất là trong những cái máy giặt lâu năm thì các bạn nên thường xuyên là vệ sinh cái khu vực này. Cứ tầm khoảng 1 năm thì các bạn nên vệ sinh một lần. Bạn nào chăm chỉ hơn thì 6 tháng các bạn tháo cái mâm này ra và vệ sinh một lần, như vậy thì quần áo nó sẽ đỡ hơi mùi và ám mùi.
Ok, các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.